xin chào các bạn. Hi Zoe. Hi Bảo Trang. Today I will show you my Vietnam traditional drum. Wow, it's so beautiful. It's named trống cơm. Trống cơm? No, trống cơm. Trống cơm? No, trống cơm. Trống cơm. Yeah. Và bây giờ mời các bạn và Zoe cùng lắng nghe bài trống cơm. Okay.